Vâng, tiếp tục là em Chiến giới thiệu cho các bác, đây là những con CD hàng tuyển đẹp long lanh, đồ đẹp trên 95% hết. Đối với những con CD đời nông này, model là S10, nó tích hợp giải mã DAC nha các bác. Tích hợp giải mã DAC, đó là đặc trưng những dòng đời nông S10, hay là S10 35 mã, 25 mã, 35 mã Limited. Thì và đây là những con CD danh tiếng của Sony và Marantz. Marantz thì có Marantz, đợt này em về được một con CD 94 Limited nha. Còn cả catalog và khiển riêng theo máy nha, giá là 19 triệu. Và 3 con 7 ESG là dòng CD danh tiếng của Sony. Rất là mới luôn nha các bác, đẹp long lanh hết, giá 21 triệu 500 ngàn. Và đây là những con CD đời nông. Nếu các bác nào mà thích nghe nhạc mạng á, mà vừa nghe CD thì các bác lựa chọn những con CD này. Những con này đều hàng tuyển hết nha các bác, đồ đẹp từ 95 cho đến trên 95% hết. Tại vì nó là những sản phẩm high-end. Và em sẽ báo giá cho các bác luôn nha. Con CD S10 thì nó giá là 13 triệu 500 ngàn, đã bao gồm phụ kiện là khiển và dây nguồn theo máy. Và S10 35 mã thì nó giá là 19 triệu. Và 35 mã Limited là con này là hết số nha các bác. 35 mã Limited thì em có hai con nha, hai con. Có thái độ mới của nó, hàng tuyển chọn kỹ lưỡng để các bác sưu tầm chơi trưng bày. Những con này các bác phối ghép vào những con Amly đời nông hay là những con Amly cổ đều rất là đẹp, tại vì thiết kế nó rất là sang. Và giá cho con S10 35 mã Limited hàng tuyển thiếu mỗi thùng xốp thì giá 24 triệu 500 ngàn, có khiển riêng và dây nguồn riêng, catalog đầy đủ với cho các bác nha. Và con 35 mã này là 19 triệu, con S10 trơn là 13 triệu 500. Những con này đều tích hợp giải mã DAC. Đây là con CD Marantz, các bác nào mà ngồi bác rất là thích CD Marantz nha, CD 94 Limited mới kim công nha, khiển catalog đầy đủ hết, giá là 19 triệu. Sony 3.7 ESR đình đám của Sony, giá là 21 triệu 500 ngàn. Đây, các bác nào yêu thích con CD nào thì liên hệ cho em, đây là những con hàng tuyển hết cho các bác, độ đẹp đạt tiêu chí luôn nha các bác. Tất cả giá bên em đã bao ship rồi. Các bác nào yêu thích thì cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại kia. Lấy con nào thì cứ liên hệ cho em nhé.